Hôm nay mình sẽ làm món thịt nướng nha các bạn. Cái này mình đã ướp sẵn rồi các bạn ơi. Mình mồi than lên rồi mình sẽ nướng nha bạn ơi. Rất là ngon, rất là thơm luôn các bạn ơi. Đó. Thịt nướng thơm ngon quá các bạn ơi. Rất là ngon các bạn. Sườn non các bạn. Sườn non nướng. Sườn non nướng các bạn ơi, rất là ngon các bạn ơi.